Phường xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Tư ngày 19 tháng 6 năm 2019. Đến với bản tin Hoa trình Đốn gồm có tin đặc biệt với ông Trần Quang Dược và phỏng vấn anh Tom Lê, giám đốc Luraco. Để mở đầu, xin mời quý vị theo dõi tin đặc biệt nhân kỷ niệm 54 năm ngày quân lực 19 tháng 6. Chúng tôi xin mời quý vị theo dõi chương trình đặc biệt do ông Trần Quang Dược phụ trách với chủ đề Một chiến thắng không đổ máu. Nói về một cuộc đấu lý giữa ông Trần Quang Duật và một chính trị viên của cộng sản. Cuộc đấu lý xảy ra trong lúc tình hình chiến sự tại cổ thành Đinh Công Tráng đang ở trong giai đoạn quyết liệt nhất. Tôi là Trần Cô Giật, xin kính chào quý đại bàng, quý nhân trưởng, quý chiến hữu và quý khán thính giả đến với chương trình đặc biệt đánh dấu kỷ niệm lần thứ 54 ngày quân lực Việt Nam Cộng hòa ngày 19 tháng 6. Nhân ngày lễ quan trọng này của quân đội cho phép tôi được thắp một nén tâm nhang dâng lên tất cả anh linh của quân dân cán chính miền Nam đã hy sinh trong công cuộc bảo vệ hai chữ tự do. Thưa quý vị, trước khi thưa chuyện cùng quý vị câu chuyện này, xin bảo đảm nói theo niên trưởng vũ xanh Tô Văn Cấp là không nổ, không phịa và không cường điệu hóa câu chuyện. Hiện vẫn còn một số sĩ quan tại Bộ Tổng Tham Mưu đang sinh hoạt tại Nam Cali biết rõ về vấn đề mà tôi xin thưa cùng quý vị hôm nay. Thưa quý vị, nếu tôi nhớ không lầm, vào tháng 8 năm 1972, Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa có ra một sự vụ văn thư cho các đơn vị trên trạm tuyến tại Quảng Trị mà nguyên văn đại khái như sau. Nghiêm cấm các đơn vị không được tiếp xúc với địch qua hệ thống truyền tin ngoại trừ Đại úy Trần Quang Duật, Tiểu đoàn 7, Thủy quân lục chiến. Hôm nay, trong chương trình đặc biệt này, tôi xin trình lên quý vị lý do tại sao lại có sự văn thư này và cho phép tôi được dẫn chứng qua chủ đề Một chiến thắng không đổ máu. Và sau đây, Xin mời quý vị theo dõi tiết mục thứ nhất, Paris Match. Năm 1955, gia đình tôi không phải đi tàu há mồm vào Sài Gòn vì nhờ thân phụ tôi làm việc cho một bệnh viện của Pháp ở Hải Phòng nên chúng tôi được đi bằng máy bay C-47 đáp xuống tầng thứ nhất. Sau khi tạm ổn định, thân phụ tôi đến tiệm sách ở trung tâm Sài Gòn mua về một bộ Angle vivang và một chiếc máy quay để học cách phát âm tiếng Anh. Thấy vậy, mặc dù mới ở tuổi tin nhưng tôi cũng có linh cảm rằng tiếng Tây không còn đất cắm rùi tại Việt Nam nữa. Nhưng nghĩ như này, chợt thoáng qua thì đã tắt. Một buổi trưa thấy thân phụ tôi lại mang về tờ báo Paris Match mà hầu như cụ là một trong những độc giả trung thành từ lâu với tờ báo này. Sau đó, thỉnh thoảng có những tin tức xảy ra ở miền Bắc của hay kể cho tôi nghe ngay cả khi tôi ở trong quân đội. Tiết mục chứ nhỉ, không chỉ thề. Tháng 7 năm 1972 đang ngồi theo dõi các tiểu đoàn. Bạn chính thức nhận lệnh phân chia lại vùng trách nhiệm cho hai binh chủng dù và thủy quân lục chiến do Trung tướng Ngô Quang Trưởng đề ra. Mũ xanh nhận trách nhiệm từ quốc lộ 1 ra biển, còn dù từ quốc lộ 1 vào phía Tây. Hải Sĩ Phương thư ký trong văn ba của tôi nói, anh Tư, có một vị con danh từ mà Thủ quân lục chiến dùng để ám chỉ Việt Cộng khi nói chuyện. Nó muốn nói chuyện với anh Tư nè. Mày xạo vừa thôi nha. Nó làm sao biết tao mà muốn. Xin lỗi quý vị cho tôi dùng văn chương nhà binh. Nó nói nó muốn gặp một sĩ con người Bắc. Ở đây chỉ có mình anh Tư. Còn ai trồng khoai đất này nữa. Vừa nói. Hải Sĩ Phương vừa trao ống liên hợp cho tôi bóp ống liên hợp tôi nói vâng tôi là sĩ quan miền bắc đây chào anh anh có khỏe không không trả lời thẳng vào câu hỏi của phía bên kia tôi hỏi tại sao anh lại muốn nói chuyện với sĩ quan miền bắc vì sĩ quan miền bắc không chửi thề tôi cải chính ngay không phải như anh nghĩ vậy đâu đây là một loại nói vô thưởng vô phạt mà các sĩ quan không kể nam hay bắc thường dùng khi ra lệnh thí dụ tôi nói với sĩ quan pháo binh là mẹ nó ông trải tiêu ti cho mấy con vịt con nó về chầu tổ của chúng đi thấy bên kia im lặng tôi nói tiếp ngày mai nếu anh muốn liên lạc với tôi xin anh dùng gió bắc và tôi là gió nam để nói chuyện bây giờ tôi hơi bận chút xíu à, cảm ơn anh phía bên kia đồng ý tiết mục thứ hai đến hẹn lại lên khoảng 7 giờ tối hôm sau tôi nghe gọi và tôi bóp ống liên lạc trả lời nghe gió bắc đây bên kia hỏi trong cuộc sống cái gì là quý nhất tôi nhớ lại thân phụ tôi có chỉ tôi xem trong các cuộc lễ lớn tại hà nội họ hay căng các biểu ngữ về câu nói của ông hồ nên tôi hỏi ý họ muốn nói cái gì. Tôi trả lời, trong cuộc sống trên hành tinh này, mạng sống của con người là quý nhất. Vì không ai hy sinh hai lần và không ai chết được hai lần cả. Nên chiến tranh đã cướp đi sự quý giá nhất của con người, đó là sự sống. Chúng tôi những người miền Nam bị hy sinh một cách vô lối vì tự dưng anh mang quân vào xâm lược chúng tôi để rồi sinh mạng của người Việt Nam bị hy sinh một cách tức tội và phi phạm. Anh có đồng ý với tôi như vậy không? Phía bên kia không trả lời câu hỏi của tôi mà lại hỏi tiếp anh có đọc báo hàng ngày không? Hầu như ngày nào tôi cũng đọc báo, nghe radio của chúng tôi và nghe radio của nước ngoài. Anh nghĩ gì khi báo chí nước ngoài và các thượng nghị sĩ nói rằng thành phố Sài Gòn cứ khoảng 6-7 giờ chiều là đi điếm đứng đầy đường để đón khách và họ còn nói phố Sài Gòn là thành phố phồn vinh giả tạo. Chiếc câu hỏi này, nếu không có thân phụ tôi cứu bổ một bài báo trong Paris Mắt thì tôi thua không anh chàng chính trị viên này rồi. Nay tôi đã có sẵn câu trả lời. Tôi muốn cho chàng chính vị Viên này mở rộng tầm nhìn, tôi nói hiện tượng máy dâm là một hiện tượng không thể tránh được trong xã hội của con người. Chế độ nào cũng có cả, chỉ có một điều là một bên khéo che đậy và một bên không che đậy. Tôi nói tiếp, người Hà Nội có khách sạn thống nhất không? Có. Đây là khách sạn dành cho khách ngoại quốc đúng không? Và ở tầng dưới có một tiệm bán phở đúng không? Có. Mà tại sao anh biết rõ như vậy? Tôi đọc báo Pháp, tờ báo Paris Match, ký giả Jean lacouture có viết như thế này ông ta biết rằng nếu có muốn kêu gái lên phòng sau khi ăn phở để đôi đũa trên trên tô phở khoảng 30 phút sau gái sẽ lên phòng phục vụ anh thấy đấy các anh không biết nhưng người gọi quốc họ biết đúng như tôi nói đây là một tệ trạng chung của nhân loại còn anh nói thành phố sài gòn là phồn vinh giả tạo nói vậy không đúng lắm vì chúng tôi một mặt phải đối phó với cuộc chiến do các anh gây ra nên nền kinh tế không thể nào mà không thiếu sót được trong thời thanh bình dưới tổng thống ngô đình diệm các nước đông nam á như lào miền Thái Lan và Đài Loan rất nể phục về cái sự phát triển kinh tế của nền đại chất Cộng Hòa. Phía bên kia em lặng một lúc rồi nói, các anh bị Mỹ Nguyện kèm kẹp đi lính chết thay cho nó, các anh không có tự do, tôi chặn lại anh ta không cho nó tiếp vào phần giáo. Ai nói anh vậy? Chẳng có Mỹ Nguyện nào kiểm soát chúng tôi cả, chúng tôi tình nguyện đi lính để bảo vệ chế độ của chúng tôi, không ai ép buộc cả. Thế bên anh có tự do không? Chắc chắn là có, tôi đáp. Thế anh có dám hô đà đảo Nguyễn Văn Thiệu không? Ngán gì mà không hô, nhưng cho công bằng, Bên anh hô đả đảo Hồ Chí Minh, bên tôi hô đả đảo Nguyễn Văn Thiệu. Anh đồng ý không? Bên kia nói ngắt ngừng, không được động đến lãnh tụ và sau đó là im lặng vô tuyến cho đến ngày đứt phim. Thưa quý trí nữ, thưa quý thính giả, tôi vừa thưa cùng quý vị một chuyện chiến của người lính bóp cò mà tôi đã thưa trong chủ đề là một chiến thắng không đổ máu. Nếu không có sự tiếp tay của thân phụ tôi, thú thật cũng như các anh em hiệu thính viên là chửi thề vài tiếng rồi cúp máy cho tiện việc sổ sách. Trong binh chủng thì chuôn lục chiến có nói như thế này trời chưa nữa hại xa vệ cho đến bây giờ nói thì nói vậy tôi không hiểu sai nhẹ là gì và là nhân vật như thế nào nhân ngày quân lực 19 tháng 6 ngày mà cách đây 54 năm đã bao nhiêu người con anh dũng của tổ quốc đã hy sinh chúng ta vẫn mất miền Nam vào tay cộng sản bây giờ có một điều xin nhắn gửi với thế hệ nối tiếp là các bạn sẽ thắng được bọn tà quyền bá đình nếu các bạn không bị chúng lừa xin thành thật cảm ơn sự theo dõi của quý vị xin hẹn quý vị trong chương trình phát hình kỳ tới trân trọng Cáo phó, chúng tôi vô cùng thương tiếc, báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần. Chồng, anh, em, cậu, chú của chúng tôi là ông Nguyễn Quốc Lập, Lauren Quincy Newton, sinh ngày 6 tháng 2 năm 1946 tại Huế, Thừa Thiên, đã mãn phần vào lúc 14 giờ 45 phút, ngày 10 tháng 6 năm 2019 tại Maryland. Hưởng thọ 73 tuổi Linh cửu được quan tại The Vol Funeral Home 10 East Deer Park Drive, Gatorsburg, Maryland 20877 Chương trình tang lễ thứ sáu ngày 21 tháng 6 Phát tang từ 6 giờ đến 7 giờ tối thăm viếng từ 7 giờ đến 8 giờ tối thứ Bảy ngày 22 tháng 6, thăm viếng và nói lời tưởng niệm từ 9 giờ sáng đến 11 giờ 45 sáng, di quan và hỏa táng 11 giờ 45 sáng tại Metropolitan Funeral Services 5517 Vine Street, Alexandria, Virginia 22310. Tan gia đồng khắp báo, vợ, bà quả phụ Nguyễn Quốc Lập, nhũ danh Hà Thị Ngọc Cầm chị Nguyễn Thị Thanh Hương cùng chồng và các con, Nguyễn Thị Thanh Thủy cùng chồng và các con, bà quả phụ Nguyễn Quốc Tín và các con, em Nguyễn Thị Như Nguyệt cùng chồng và các con, Nguyễn Quốc Hiền cùng vợ và các con, Nguyễn Thị Như Nguyện và các con. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miệng phúng điếu. Phân U một số gia đình Phật tử Chùa Di Đà vô cùng thương tiếc trước tin ông Trần Trần Nam, pháp danh Quang Năng Đô, đã từ trần ngày 13 tháng 6 năm 2019 tại Bệnh viện Fairfax, Virginia, hưởng thọ 80 tuổi. Chúng tôi thành thật chia buồn cùng chị Nguyễn Kim Anh, hiền thê của anh Trần Trần Nam và toàn thể gia quyến, nguyện cầu hương linh Quang Năng Đô sớm tiêu diêu miền cực lạc. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn đến đây xin tạm ngưng chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo